Kính thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo liên quan đến vấn đề Hồng Kông. Kể từ đêm 30-31 giao thừa của dương lịch cho đến ngày mùng 1, liên tục Hồng Kông biểu tình. Đây là một cuộc biểu tình người ta gọi là biểu tình Glory to Hong Kong, hợp với bản nhạc gọi là Chiến thắng cho Hồng Kông, Vinh danh cho Hồng Kông. Tất cả đoàn biểu tình hàng ngàn người đã đi biểu tình ở các cái khu thương mại lớn của Hồng Kông. Rồi con số biểu tình kêu gọi từ những cái vùng như là Causeway Bay, The Wan Chai, Tai Po, Tuen Mun, Mong Phok đều có những cuộc biểu tình. Hàng chục ngàn người đã tiếp tục biểu tình trong suốt 6 tháng qua, 7 tháng qua. Và họ kêu gọi lần này còn bạo hơn. Những người biểu tình hôm ngày mùng 1 Tết vừa rồi, họ đã hô những khẩu hiệu rất lớn. Nào là Hong Kong independent, the only way out. Chỉ có một con đường cho Hồng Kông là Hồng Kông phải độc lập, independent. Đó. Rồi họ nói những cái câu khẩu hiệu như là Glory to Hong Kong. Xong rồi họ hò hát những cái bản nhạc vinh danh Hồng Kông, Hồng Kông sáng lạng, làm cho nhà nước Hồng Kông rất đau khổ. Và cho đến bây giờ họ kêu gọi Hồng Kông cảnh sát phải thả hết vào khoảng 5.000 người đã bị bắt trong suốt 6 tháng qua. Và cảnh sát của Hồng Kông ngay đầu năm đã phải dùng đến lựu đạn cay, dùng đến water cannon. Là quý vị biết vòi rồng, water cannon, để mà dẹp những cái đoàn biểu tình, mặc dù thời tiết rất lạnh lẽo. Rồi họ xô đuổi cảnh sát và cảnh sát đánh nhau với dân biểu tình một cách loạn xạ. Và đây là một dấu hiệu cho thấy, quý vị thấy tôi đã thưa với quý vị rồi, Hồng Kông nó không giống như Thiên An Môn. Nhiều người cứ nói rằng Hồng Kông sẽ bị Thiên An Môn thứ hai, bị tiêu diệt, bị xe tăng của Tập Cận Bình nghiến nát. Nhưng mà không, đến giờ này 7 tháng rồi, cảnh sát đã bị đánh, cảnh sát cũng bị giết, dân cũng bị đánh, dân cũng bị giết. Tập Cận Bình có hàng trăm chiến xa nằm ở bên kia cầu Thẩm Quyến, biên giới. Chỉ việc băng qua cầu và tiêu diệt dễ dàng lắm. Nhưng mà câu chuyện đến giờ này vẫn chưa xảy ra, và cũng sẽ không bao giờ xảy ra. Cho nên dân Hồng Kông người ta quyết tâm, người ta tiếp tục để lật đổ Tổ Cộng. Có hai lý do thôi. Lý do thứ nhất, họ văn minh hơn những cái dân tộc Cộng sản Đông Dương, vì họ sống với người Anh 150 năm rồi, họ quen cái đời sống dân chủ rồi. Họ không có bị đè bẹp, ham ăn, ham uống, ham sống, sợ chết như là dân Đông Dương. Cho nên rằng cứ nằm yên cho mấy người công an bắt nạt. Chứ còn dân Hồng Kông thì nó không. Mấy người công an cà chớn nó chỉ có chùm mền ra, nó đập búa, lấy búa đập đầu chết nó vất cống. Bởi vì mấy người công an của Hồng Kông này cũng sợ dân. Mà nó giết chừng vài thằng như vậy là công an cũng không dám đụng vào cái vấn đề đối phương. Câu số 2, dân Hồng Kông đã được quốc tế công khai yểm trợ. Bằng chứng là chúng ta thấy Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đã ra hai dự luật mà cả Thượng viện lẫn Hạ viện họ đoàn kết. Nói theo Cộng sản là họ nhất trí. Đấy, quý vị thân, những cái chữ quỷ quái không? Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ một lòng để mà tiêu diệt Cộng sản. Đưa ra cái dự luật về nhân quyền, đưa ra cái dự luật về vấn đề dân chủ cho Hồng Kông, và đệ trình Tổng thống ký ban hành. Tổng thống Donald Trump đã ký ban hành trước Noel. Bởi vậy dân Hồng Kông ca tụng Donald Trump, cầm cả hình Trump,
cầm lá cờ Mỹ, cầm lá cờ Anh, còn viết khẩu hiệu Tổng thống Trump ơi, hãy giải phóng chúng tôi. Xin Tổng thống giải phóng Hồng Kông. Quý vị thấy đó là cái nhục nhã của Cộng sản chưa? Cộng sản đâu có diệt được. Cho nên hai cái điều Cộng sản đau khổ nhất bây giờ, thứ nhất là Hồng Kông, thứ nhì là Đài Loan. Nhiều người không ngờ Đài Loan trẻ tuổi, bà Thái Anh Văn hay hơn mấy ông già. Cái đảng lão luyện già nhất, già nua của Đài Loan là của Minh Tấn, tức là Quốc Dân Đảng. Quốc Dân Đảng bây giờ là ăn hại đái nát, giống như mấy cái đảng già nua của Đông Dương. Ăn rồi ăn tục nói phét, rồi chờ mùng 5 ngày Tết mở nhà hàng, rồi mặc áo dài áo thục vái nhau, xong rồi lại chúc ai về nhà nấy, chiều chiều bóng ngả về Tây, chị em thơ thẩn giang tay ra về. Tuổi già thì nó yếm thế. Đài Loan cũng vậy, mấy anh già Quốc Dân Đảng Đài Loan vất đi hết, phải nói là sột rác. Mấy anh già ham sống sợ chết, bây giờ gần già rồi, gần chết rồi sợ lắm, chỉ muốn làm sao cho nó sống. Bởi vậy nghe lời Tập Cận Bình, hồi để cho nó thống nhất. Đảng Quốc Dân Đảng, Quốc Dân Đảng ở bên Đài Loan bây giờ là chủ trương thống nhất với Tàu. Thái Anh Văn không, Thái Anh Văn bảo thống nhất, độc lập và làm quốc gia Đài Loan. Bất cứ quốc gia nào trên thế giới mà họ kiên trì, họ chiến đấu, nước Mỹ yểm trợ. Và nước Mỹ bây giờ yểm trợ quá mạnh đối với Đài Loan, bán loại những hỏa tiễn tối tân nhất. Đây là chưa nói vấn đề Đài Loan có nguyên tử. Chúng tôi lại cảm ơn ông Khương mới gửi cho tôi một bản tin của ông tác giả Kai Mizukami. Ông ta nói rằng một trong những cái lý do mà làm cho Tàu Cộng sợ Đài Loan, tuy rằng trong lòng của Tập Cận Bình muốn dùng quân đội chiếm, là Đài Loan có bom nguyên tử mạnh mẽ. Mọi người đều biết rằng Đài Loan đã từng thí nghiệm bom nguyên tử từ thập niên 60 và phát triển mạnh cho đến thập niên 80. Cái khả năng mà nguyên tử của Đài Loan còn có thể mạnh hơn của Tàu, bởi vì Đài Loan âm thầm làm việc và có sự giúp đỡ của Mỹ. Quý vị nhớ theo như bài báo này của ông tác giả Kyle Mizukami nói rằng là Tàu Cộng thử bom nguyên tử đầu tiên là năm 64 và Đài Loan đã thử bom nguyên tử vào năm 67. Đài Loan một cái chương trình nguyên tử mạnh mẽ phong phú do cái Học viện Trung sản về kỹ thuật nghiên cứu về vấn đề nguyên tử của Tàu. Và cái đến năm 1969, Canada là quốc gia đầu tiên đã bán cho Đài Loan một cái lò nguyên tử để sáng chế ra những cái chất plutonium sản xuất vũ khí nguyên tử. Rồi chính phủ của nước Canada là ông Trudeau đến năm 70 mới công nhận nước Tàu. Trong khi đó thì Đài Loan đã phát triển nguyên tử mạnh mẽ đến năm 1973. Và sau đó thì Đài Loan đã có một kho về võ khí nguyên tử. Quý vị thấy chưa? Bây giờ quý vị đã thấy rõ ràng rằng bà Thái Anh Văn bài tuyên bố mạnh mẽ, bài nói rằng là nếu như Tàu Cộng dám đánh Đài Loan thì chỉ có một cái bấm nút, tập đam hiệp của Tàu sẽ đổ vỡ và kéo 600 triệu dân Tàu ra biển khơi. Là như thế. Và một trong những cái sự kiện này làm cho cả thế giới phải kính nể Đài Loan. Cho nên đến ngày 11 tháng Giêng bầu cử lần này, giám mắc cũng nói rằng Thái Anh Văn sẽ thắng cử.
Bởi vì Mỹ là một cái điều kiện ắt có phải đủ để cho Tập Cận Bình phải sợ Đài Loan. Cho nên quý vị thấy rằng là từ lâu nay Đài Loan vẫn vững như bàn thạch, và dân Đài Loan đẻ ra vẫn có tên Mỹ và tên Tàu. Cho nên đó là một trong những cái sự kiện mà chúng ta hãnh diện cho năm 2020 này, Tàu Cộng sẽ càng bị tiêu diệt, Đài Loan sẽ thành công, Hồng Kông sẽ thành công, và các quốc gia cộng sản khác sẽ thành công nếu họ muốn. Còn họ chỉ muốn là chùm mền hô sung phong thì đó là cái chuyện của họ. Bởi vì Hoa Kỳ đang sẵn sàng giúp đỡ cả cộng đồng nhân loại thoát khỏi cái ách của cộng sản và xã hội chủ nghĩa. Cái bóng ma của cộng sản Liên Xô không bao giờ quên đối với nước thế giới và nước Mỹ. Bằng chứng là nước Mỹ bây giờ có cả một cái đài kỷ niệm nạn nhân của cộng sản ở thế kỷ 20, lên đến con số hàng trăm triệu, là một cái sự nhắc nhở cho dân chúng cả thế giới phải sớm biết cái họa của cộng sản và phải tiêu diệt. Có như thế chúng ta mới có được một đời sống đúng nghĩa của một con người mà Thượng Đế đã tạo nên. Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm dừng câu chuyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày hạnh phúc bên người thân yêu, và xin ơn trên phù hộ chúng ta.